Xin chào toàn thể quý vị. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị trong thời gian vừa qua. Kính thưa toàn thể quý vị, cùng với tác dụng rất tuyệt vời, có thể coi đó như một thần dược trong việc giúp người nghiện thuốc lá thuốc lào cai dứt điểm hoàn toàn chỉ sau một liệu trình duy nhất, đã tạo nên thương hiệu của sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị như hiện nay. Lợi dụng những điều đó, nhiều cá nhân đã lén lút làm giả và tung ra ngoài thị trường với rất nhiều các mẫu mã chai giả khác nhau. Đứng trước thực trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, lợi ích của khách hàng cũng như uy tín của công ty, thì công ty đã quyết định cải tiến mẫu mã sản phẩm và chính thức công bố mẫu mã chai mới từ lô sản xuất 010817 và được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Vậy thì thực tế mẫu mã chai mới thay đổi như thế nào, đặc điểm nhận diện ra sao? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một số những hướng dẫn giúp quý vị tìm mua đúng sản phẩm chính hãng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần thiết đối với những ai đang hút thuốc lá, thuốc lào, có thể cai bỏ một cách dễ dàng, nhanh chóng, tránh được những tác hại của thuốc lá gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh. Ngoài ra thì việc cai bỏ thuốc lá sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến thuốc lá, loại bỏ được những rủi ro không mong muốn, và đặc biệt là trong bối cảnh hút thuốc lá hiện đang cướp đi sinh mạng của khoảng 6 triệu người mỗi năm. Vậy sau đây xin mời quý vị sẽ để ý kỹ một số những đặc điểm nhận biết được sản phẩm chính hãng. Kính thưa toàn thể quý vị, trên tay tôi đang cầm đây là nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị mẫu mã chai cũ. Thì với mẫu mã chai cũ như này, chúng ta sẽ xác minh sản phẩm bằng cách cào mã số. Chúng ta sẽ cào lớp bạc này ra, ở dưới lớp bạc nó sẽ có 16 số và chữ cái. Chúng ta nhập 16 số và chữ cái này vào website nhathuocthanhnghi.com.vn. Nếu nhận được câu trả lời về là sản phẩm đúng, xin cảm ơn, thì đó là sản phẩm chính xác. Tuy nhiên đối với cách xác minh như này thì nó có một điểm rất là bất cập. Đó là không phải ai trong số chúng ta cũng có đủ điều kiện để sử dụng điện thoại thông minh hay sử dụng máy tính để chúng ta truy cập vào website nhathuocthanhnghi.com.vn để mà xác minh sản phẩm. Thì với cái mẫu mã mới như hiện nay thì việc xác minh sản phẩm đã trở nên dễ dàng hơn. Thì quý vị để ý, đây là một liệu trình cai thuốc lá Thanh Nghị theo mẫu mã mới được công bố từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Thì để xác minh sản phẩm, chúng ta sẽ để ý trên phần nắp trên và phần nắp dưới của hộp đều có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Và trên tem chống hàng giả của Bộ Công an này được tích hợp cùng một lúc hai tính năng. Tính năng thứ nhất là tính năng nước hiện chữ và tính năng thứ hai là tính năng check mã QR code. Thì với tính năng thứ nhất là tính năng nước hiện chữ, chúng ta ai cũng có thể sử dụng tính năng này để xác minh sản phẩm được một cách rất là dễ dàng. Đó là chúng ta thấm nước vào tay và chúng ta thoa lên trên mép vàng của tem. Nếu như thấy dòng chữ hàng thật nổi lên màu đỏ thì đó là sản phẩm chính hãng. Khi mà nước khô đi thì dòng chữ hàng thật này sẽ lại lặn xuống. Còn tính năng thứ hai đó là tính năng check mã QR code. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh với các cái phần mềm ứng dụng như là iCheck. Chúng ta quét mã QR code. Khi chúng ta quét mã QR code thì ứng dụng sẽ tự động chuyển sang dạng tin nhắn mặc định với đầu số 8077. Khi quý vị nhắn gửi thì sẽ nhận được tin nhắn phản hồi trở về là các bạn đã mua đúng sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị, thì đó là sản phẩm chính hãng. Vậy thì trên tem chống hàng giả của Bộ Công an là chúng ta có hai cách để mà xác minh sản phẩm như vậy. Ngoài ra thì chúng ta để ý trên hộp thì nó sẽ có đầy đủ mã lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đồng thời là nó có một cái mã số vạch để chúng ta truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Chúng ta vẫn sử dụng các cái phần mềm iCheck trên điện thoại thông minh, chúng ta quét vào cái mã vạch này thì nó sẽ hiện lên đầy đủ các cái thông tin của sản phẩm, ví dụ như giá cả, nguồn gốc xuất xứ. Thì đó là một số những cách mà chúng ta có thể nhận diện được ở bên ngoài hộp về sản phẩm chính hãng. Còn khi mà chúng ta tháo hộp ra thì bên trong liệu trình này thì nó sẽ gồm hai chai trong một cái hộp như vậy. Thì chúng ta để ý trên chai nó sẽ có một số những đặc điểm để chúng ta có thể phân biệt được giữa hàng thật và hàng giả hiện nay. Chúng ta để ý là trên nắp chai nó sẽ có dòng nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị dập nổi. Giữa hai mặt chính diện của hai bên thân chai nó sẽ có logo dập nổi hiệu Thanh Nghị, có mã số vạch để chúng ta truy xuất nguồn gốc xuất xứ, và có thêm một cái tem vỡ chống hàng giả của Bộ Công an niêm phong giữa phần nắp chai và phần cổ chai phía bên trong màng co. Thì đó là một số những đặc điểm trên thân chai bên trong để chúng ta có thể phân biệt thêm giữa hàng thật và hàng giả. Thêm một điểm nữa, đó là phía bên trong hộp sẽ có một cái chi tiết hướng dẫn sử dụng rất là cụ thể ở bên trong về cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị. Đồng thời cũng có những hướng dẫn về cách xác minh hàng thật, hàng giả để quý vị có thể tham khảo cũng như là thực hiện về cách xác minh hàng thật, hàng giả khi mà nhận được sản phẩm.
Vừa rồi là một số những chia sẻ hướng dẫn về cách xác minh sản phẩm chính hãng đối với sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị. Để nhận được tư vấn và đặt hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 0976 830 787. Với phương châm uy tín là vàng, chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý khách hàng lên trên tất cả. Sự hài lòng của quý khách hàng là động lực lớn nhất để chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn. Vì một cuộc sống không quá thuốc, vì sức khỏe của cộng đồng, đó là tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh của công ty. Rất mong được phục vụ toàn thể quý khách hàng. Với chúng tôi, sức khỏe, niềm vui của quý khách hàng là thành công và hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0976 830 787 để được giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị.